Xin mến chào quý vị các bạn, cũng rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Thì hôm nay đến chỗ nhà của chú Quý Cần Thơ đây để giới thiệu. Chú Quý lớn tuổi, có thâm niên ở chỗ số 2 Võ Văn Kiệt. Rồi, chào anh Quý, Quý ơi. Xin chào các bạn, hôm nay là Quý xin giới thiệu với các anh, các chị và các chú. Rồi, sao đây ạ? Là một mô thai mới, Rồi. tổng số là 27 phôi, À... trong đó là có 9 phôi mai tứ quý Rồi. và một cái quỳ quế, Rồi, người quế. coi như là mai vàng. Rồi, đầu tiên là 15 phôi anh. Đầu tiên là 15 phôi. Rồi, đầu tiên là 15 phôi nha mấy anh. Chúc anh chị em là mời dồi dào sức khỏe, rồi đạt được nhiều thắng lợi mới. Thắng lợi mới. Rồi, mã số 1. Là mã số 1. Đây là cây tứ quý nha các anh chị. Xin giới thiệu với các anh, đây là mã số 1 tứ quý. Tứ quý phôi đẹp. Dạ. Tứ quý phôi đẹp. Rồi, có nhiều đèn, mở hết đèn lên đi, mở hết đèn lên. Đèn lên không có tắt gì. Nữa chú quý trả tiền cho. Rồi, xoay xoay giùm con đi, xoay giùm con đi. Phôi này phôi tứ quý các bạn. Dây bonsai lùng. Đế đẹp. Rồi, xin nhắc lại các anh là mã số 1 nha mấy anh, chậm chậm anh ơi, chậm. Từ từ thôi, đừng gấp, không có gì đâu gấp. Chậm thôi. À, ok. Rồi, mã số 1 tứ quý nha mấy anh. Rồi, đo tổng số đi quý ơi. Đây này số 24. Mã được 24 ha. 24 hoành. Rồi, số 24. Rồi, ok anh. Chiều cao nó là nhiêu? Chiều cao nhiêu? Cao là 57. Dạ, 57 mấy anh ơi. Bầu luôn ha. Bên bầu nó là 120. Rồi, 120. Rồi, khoan. Rồi, báo giá cái mấy đổi, báo giá nhiêu đây anh? Dạ, cái này là 800 ngàn anh chị em ơi. Mã số 1 có giá 800. À, có gì liên hệ với quý. Anh quý ha, số điện thoại anh quý ơi. 0975123089. Lặp lại lần nữa anh. 0975123089. Rồi anh Quý Cần Thơ, rồi đổi luôn. Rồi. Số 2 lên. Cái phôi số 2 cũng là phôi tứ quý. Rồi, đầu tiên anh quý cho em tròn vòng anh quý ơi. Tròn vòng luôn anh. Đế cũng khá nha các anh chị em. Dạ. Tứ quý. Tứ quý luôn. Mã số 2 tứ quý cho mấy anh. Mã số 2 là tứ quý. Rồi, chậm thôi anh quý ơi, từ từ anh đừng gấp. Rồi, chi cành có ha. Có chi cành luôn. Rồi, xin nhắc lại cây mã số 2 nha mấy anh. Rồi, đo thông số luôn anh. Nhiêu anh? Còn là 25. Rồi, 25 mấy anh ơi. Chiều cao. Chiều cao hết là 70. Rồi, 70 luôn. Báo giá luôn anh ơi, số 2. Cây này là 900 ngàn. Rồi, mã số 2 có giá 900 mấy anh ơi. 900. Rồi, đổi khăn ơi. Rồi. 900. Rồi, số 3. Cái số 3 là cây cũng là tứ quý mà có chi tàn cao các bạn. Cao mấy anh ơi. Cây này cây đế quái. Đế quái. Rồi, tròn vòng cho em cái đi, tròn vòng đi. Rồi, mã số 3 có chi tàn khá. Chi tàn đều khá. Chi cành nhiều lắm mấy anh ơi. Rồi, vừa xây vừa đọc lại cái số điện thoại của anh quý ơi. 0975123089. Rồi, ok để anh. Chú quý. Chú quý. Rồi, ok. Rồi, đo thông số luôn quý ơi. Nhìn quý. 23. Rồi, 23. Rồi, tổng thể chiều cao của anh quý hết thước dây rồi. 1m2. Hết thước dây. Hoành. Hoành. 122. Rồi, 122, rồi anh xoay đi anh. Rồi, mã số 3 báo giá luôn anh. Mã số 3 này là 1 triệu 6. Rồi, 1 triệu 600 ngàn nha mấy anh. Rồi, đổi luôn mấy anh ơi. Đổi luôn. Rồi, số 4 lên. Số 4 lên. Cũng phong cao tứ quý hay gì anh? Phong cao tứ quý luôn. Cũng chi tàn luôn các bạn ơi. Chi tàn phong cao luôn. Rồi, tròn vòng luôn quý ơi. Không cao nha. Rồi, tròn vòng cho em luôn nha. Tròn vòng luôn. Tứ quý luôn anh. Tứ quý luôn anh ơi. Rồi. Các bạn về chi cành cao luôn. Đầy đủ luôn. Rồi, xe tròn vòng đi anh. Tròn vòng luôn.
Rồi mình đo thông số của em này đi anh. Mã số 4 tứ quý. Rồi nhiêu anh? Cái này 27 anh ơi. Rồi 27 mấy anh ơi. Rồi ok anh, chiều cao. Cao cũng hết thước luôn. Hết thước luôn. Rồi, số 4 tứ quý tiếp tục nha mấy anh. Số 4, vành nó là nhiêu đây ạ? 135. Rồi, 135, xoay cho em vài vòng lên đây, xoay nhẹ nhẹ đi, xoay xoay. Đế đẹp luôn các bạn ơi. Đế đẹp. Rồi, số 4 báo giá luôn đây. Tứ quý này là 1,5 triệu. Số 4, mã số 4 1,5 triệu nha mấy anh. Rồi ok. Rồi, okay. Rồi đổi mấy anh ơi, phụ đổi. Rồi số 5 lên. Mã số 5 nha mấy anh. Số 5 cũng là tứ quý các bạn. Đế cũng đẹp luôn. Đế quái rồi đế cũng đẹp hết. Đế gần đều. Chi gần đều. Rồi xoay luôn quý ơi, xoay luôn. Tròn vòng luôn ơi. Cũng tứ quý nữa anh. Quý luôn. Nhiều nay nhiều tứ quý ha. 9 cây tứ quý các bạn. 9 cây tứ quý. Nhỏ lớn 9 cây. Chi cành nhiều hết mấy anh ơi. Đế cũng khá lắm các bạn ơi. Đế quái, đế khá. Rồi tiến hành cho em này thông số đi anh ơi. Rồi số 5. Nhiêu đây? 22. Nhiêu anh? 22. 22, rồi ok anh. Rồi. Chiều cao tổng thể chắc 10 mét 2 quá. Rồi 1 mét 2 đi. Mét 2 đi. Rồi mét 2. Xoay đi. Quần của nó là 122. 122. Rồi mã số 5 là anh quý báo giá nhiêu đây? Là cũng 1,5 triệu các bạn. Rồi 1,5 triệu mấy anh ơi. 500 ngàn. Rồi đổi luôn. Số 6 lên. Mã số 6. Rồi tròn vòng cho em luôn ơi. Tứ quý tiếp tục hả anh? Dạ đúng rồi, tứ quý tiếp tục. Rồi phôi tứ quý. Phôi tứ quý các bạn. Rồi phôi tứ quý tiếp tục mấy anh ơi. Có chi cành nha mấy anh. Chi cành có. Chi cành đầy đủ. Đế cũng đẹp luôn các bạn. Đế đẹp luôn. Chi cành nhiều. Bởi nè. Vui không? Rồi cho em thông số của số 6 luôn anh ơi. Mã số 6 nha anh em. 21 hoành. Rồi 21 hoành mấy anh ơi. Rồi chiều cao tổng thể à. 1 thước 3. Rồi 1m3. Rồi bầu này nhiêu đây? 119. Rồi 119, xây tròn vòng luôn ơi. Xây tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Mình báo giá của số 6 luôn ơi. Số 6 1,5 triệu các bạn ơi. Rồi số 6 có giá 1,5 triệu nha mấy anh. Rồi đổi mấy anh ơi. Cây số 7. Rồi cây số 7, mã số 7. Tứ quý luôn. Chi tàn đầy đủ các bạn. Tròn vòng luôn quý ơi, tròn vòng luôn. Chi tàn đầy đủ luôn. Tròn vòng luôn quý ơi, tròn vòng luôn. Rồi xây luôn anh ơi, tứ quý mấy anh ơi. Cây đế đẹp lắm. Tiếp tục mã số 7 này là tứ quý luôn. Đế quái luôn. Rồi ok, vậy là cho em cái thông số của mã số 7 đi anh quý ơi. Rồi thông số của em này nhiêu đây? Quần thân 25. Rồi quần thân 25, rồi chiều cao tổng thể nhiều? 124. Rồi đo cái nồi luôn. 137. Rồi 137. Tứ quý các bạn ơi. Rồi xoay đi anh. Đế đẹp luôn nha các bạn. Đế đẹp mấy anh ơi. Rồi số 7 báo giá luôn quý ơi. 1,6 triệu. Số 7 có giá 1,6 triệu nha mấy anh. Rồi tứ quý 1,6 triệu. Rồi số 8 lên. Mã số 8 anh ơi. Rồi cao quá. Rồi cho em tròn vòng đi quý ơi, cho tròn vòng đi.
Mã số 8 nha mấy anh. Số 8 này đế cũng đẹp lắm nha các bạn. Vậy là lô này là của anh Quý là tứ quý nhiều quá mấy anh ơi. Là số 8 cũng đang là tứ quý nha mấy anh. Ờ, chi cành có đây. Chi cành đẹp luôn các bạn ơi. Có chi cành nhiều nha mấy anh. Già cây ở lên cũng như xù hết trơn, cũng xù hết. Rồi thông số của em số 9 đi anh Quý ơi. Số 9 phải không ta? Số 8. Số 8 hả? Mã số 8. Đây mã số 8 nè các bạn. Là 30. Rồi hoành thân 30. Chiều cao tổng thể 1m50. Hoành bầu hết các bạn. Đo cái bầu ha. Rồi 140. Rồi tròn vòng luôn Quý ơi. Đế đẹp luôn các bạn ơi. Đế đẹp nè. Đó. Đế đẹp. Đế nhiều hết trơn luôn. Rồi mã số 8 này anh Quý báo giá như anh Quý ơi. Cái này là 1 triệu 6 luôn anh. Rồi số 8 1 triệu 6 mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. Rồi số 9 luôn. Số 9 là cây cuối cùng là cây tứ quý nha các bạn. Tiếp tục tứ quý. Rồi tròn vòng luôn Quý ơi. Tròn vòng luôn. Cây đế cũng khá, cành chi cành cũng đẹp. Tứ quý tiếp tục với anh chi cành thấy nhiều đây nè. Đây là cây cuối cùng các bạn ơi. Ờ, cuối cùng của tứ quý. Cây cuối cùng. Đế nó cũng khá lắm. Đế khá luôn. Là giá này hơi mềm các bạn. Cây này giá mềm. Mềm nha. Cây này là 21 hoành. Rồi hoành thân 21. Rồi xây tròn vòng luôn đây. Chiều cao hạo thử đó anh ơi. Chiều cao nó khoảng 1 thước anh ơi. Chiều cao 1 mét. Rồi. Rồi mã số 9 này anh Quý báo giá như anh Quý ơi. Cái này báo giá là 1 triệu bạc. Rồi 1 triệu đồng chẳng nha mấy anh. 1 triệu chẳng luôn. Rồi ok đổi mấy anh ơi. Rồi cây này khá nặng đây. Số 10. Số 10 là cây Nguyệt Quế các bạn. Nguyệt Quế. Nguyệt Quế. Số 10 Nguyệt Quế mấy anh ơi. Tàn ra. Rồi tròn vòng luôn anh Quý ơi, tròn vòng luôn. Đàng hoàng luôn, đế cũng khá đế luôn. Đế cũng khá đế. Rồi Nguyệt Quế. Nguyệt Quế. Rồi xây tròn vòng luôn đây. Tròn luôn, tròn luôn, tròn luôn. Rồi xin nhắc lại mã số 10 là Nguyệt Quế em anh. Rồi thông số của em này luôn anh ơi. Thành số là 42. Rồi hoành thân 42. Rồi. Chiều cao lên khoảng 1 thước 2. Chiều cao nhiêu? 1 thước 2. 1 mét 2 rồi. Chào. Hoành hết. Hết luôn. Hết luôn nhiêu? Hết luôn cả 160 rồi. Rồi xoay đi anh, xoay tròn vòng đi. Rồi mình báo giá Nguyệt Quế nhiêu anh ơi? Nguyệt Quế này có giá là 3 triệu. Nguyệt Quế có giá 3 triệu nha mấy anh. 3 triệu đồng. Rồi đổi luôn anh Quý ơi, đổi luôn. Đổi luôn mấy anh ơi. Số 10 xuống, người số 11 lên. Phôi mai vàng mấy anh ơi. Số 1 cây này nó già cây các bạn. Tứ quý quá nhiều rồi. Chuyển qua phôi mai vàng. Nó già cây mà nó muốn nuôi, muốn u nần sần sùi hết trơn các bạn ơi. Tròn vòng cho em cái anh ơi, tròn vòng luôn. Tròn vòng luôn. U nần sần sùi luôn các bạn. Tròn vòng luôn. Rồi, phôi số 10 là phôi tứ quý mấy anh ơi. Muốn sù hết trơn các bạn ơi. Cái tay của anh chị đó ha. Cái tay anh Quý chỉ ha. Cái này các bạn lên coi u sù u hết trơn nha. Rồi. Thân nó u nần hết trơn các bạn. Từ từ anh ơi, từ từ. U nần nó sù hết trơn rồi đó nghe các bạn. Cái này nó đế nó cũng đẹp. Cái này là mã số 10 hay 11 vậy anh? Dạ cái này là mã số 11. 11 này, rồi phôi mai này gọi là phôi mai xù chưa? Chưa gọi là xù mà nó già cây nó nu, nó dẻm lên xù nhưng mà không nu phải rồi. Là xù rồi. Các bạn nó nu cục cục hết trơn. Mới nu cục rồi, rồi đo thông số anh ơi. Nó dặn nó già cây lắm rồi. Thông số nhiêu? Hoành thân. Dạ, hoành tờ 36. Hoành thân 36 mấy anh ơi. 36 hoành. 36 hoành rồi chiều cao. 36 hoành. Chiều cao.
Chiều cao nhiêu đây? Cao 120 đi. 220. Mình lại chính xác cái này. 235 hoành, 36 hoành rồi các bạn. Rồi 36 hoành mấy anh ơi. Đây, được rồi, được rồi. Cái này có giá là 3,5 triệu các bạn. Rồi, mã số 11 có giá 3,5 triệu nha mấy anh. Cây này nó già cây lắm rồi. 3,5 triệu mã số 11. Cây rồi đổi mấy anh ơi. Giờ đổi luôn. 3,5 triệu. Rồi 12 lên. Cây này 12 lên. 12 lên. Phong cao. Cây này phong cao các bạn. Có tàn chi đàng hoàng, đế đẹp thôi. Đế u đẹp lắm. Đẹp luôn. Rồi xoay luôn anh ơi. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Giống như hình thú các bạn. Này chân trước nó đưa cho mình thú nha bạn. Dạ. Giống như hình thú thôi nhưng không phải là thú. Rồi có chi cành. Có chi cành đầy hoàng hết bạn ơi. Chi cành có mấy anh ơi. Đế cũng khá, đế đẹp các bạn. Thấy không, tại sao đế đẹp lắm. Đế đều hết chân luôn các bạn ơi. Nó bỏ hai cái giò giống như thú thôi nhưng không phải là thú. À. Rồi xoay tròn vòng linh thú cho anh Quý ơi. Xoay tròn vòng giùm em Quý ơi. Rồi, rồi hết đo anh ơi. Rồi rồi đó. Để đẹp đó các bạn ơi. Đó. Rồi, hoành thân nhiêu anh ơi? Là 28 hoành. Rồi 28 hoành mấy anh ơi. Chiều cao tổng thể 1,5 m. Bên đầu chắc hết thước rồi các bạn ơi. Hết thước luôn. Hết thước luôn. Rồi, quay cho cái nữa cái rồi, coi nè, hết thước luôn nha. Rồi cây mã số 19 phải không? Không phải, cái này để cho để 19. Mã số 12. Sao ai ghi 19 kìa. Rồi xin lỗi mấy bạn 12, là mã số 12. Mã số 12 các bạn. Mã số 12 này báo giá nhiêu đây? Mã số 12 này giá 2,5 triệu. Rồi 2,5 triệu mã số 12 nha mấy anh. Rồi đổi mấy anh ơi. 2,5 triệu. Rồi 13 lên. Rồi ghi lại giùm em ơi, để không ngồi lộn nha. 13 đâu, 13 đâu. Cây bên kia qua kìa. Bên kia kìa, bên lộ kìa. Rồi, mong anh thông cảm nha. Tạm dừng tí xíu. Mất thời gian mấy anh cũng thông cảm giùm. Rồi, ok. Rồi, cây 13. Cây này cũng cây quái nè các bạn. Đế cũng nhiều hết trơn mà cây quái, thân nó quái dính nhau hết trơn mà cũng già cây nè các bạn. Rồi, cho em tròn vòng đi anh Quý ơi. Cây quái nè. Đều ở chân nó lên xù nách nó dính luôn hết trơn rồi. Đế cũng đẹp. Đế đẹp. Cây 13. Mã số 13 nha mấy anh. Mã số 13 các bạn. Mã số 13. À. Coi bạn này ha, nó xù nách hết trơn rồi, dính hết trơn các bạn. Có xù nách luôn. Từ từ chậm lại. Nó dính thân ở trơn các bạn ơi. Cây đẹp lắm. Cây này cây quái nè các bạn. Rồi đo thông số của em này anh đây. Không các bạn ơi. 13 phải không ạ? Cây này cây 13. 13. Cây này là 35 hoành. Rồi 35 hoành. Chiều cao. Cao nhiêu đây? 83. Cao 83. Hoành này chắc hết thước luôn. Hết thước luôn. Hoành đầu hết thước luôn các bạn ơi. Rồi xoay luôn. Cây này đẹp. Cây này cũng sai cũng đẹp lắm. Rồi báo giá nhiêu đây anh ơi? Cây này cũng 3,5 triệu. Rồi mã số 13 có giá 3,5 triệu nha mấy anh. Rồi đổi giùm luôn mấy anh ơi. Đổi luôn. Cây này mới bước về. Rồi 14 luôn. Mã số 14 nha mấy anh. Mã số 14. Mã số 14 các bạn ơi. Rồi mã số 14 siêu khủng. Cái kia là cái rễ quái các bạn. Cái rễ quái. Rồi tròn vòng luôn đi anh ơi, tròn vòng luôn. Rễ quái thân cũng đẹp. Rồi quái. tròn vòng. Rễ nó quái các bạn. Tròn vòng luôn. Rễ quái đó các bạn ơi. Rồi, cây này xin nhắc lại là mã số mấy ạ? Số 14 à. Mã số 14 nha mấy anh. Rồi mã số 14. Đo trên thân của nó chứ không có đo ở dưới. Rồi hoành thân nhiêu đây? Đúng hoành vị trí ha. 34. Rồi đúng vị trí là 34. 34. Chiều cao. Chiều cao lên đây lên tới ngọn nhỏ của nó là 101. Rồi 101 nha mấy anh. Đầu là hết luôn nha các bạn. Hết luôn.
Rồi, mã số 14 này có thẹo dít gì không ha? Không, dạ. Không có thẹo dít gì hết. Ok hết ha. Có mặt cắt ở đây chút xíu. Có mặt cắt nha mấy anh. À, mặt cắt. Cũ. Cũ rồi. Này là giá 3,5 triệu các bạn ơi. Mã số 14 có giá 3,5 triệu. Đế đuôi dưới, đế trong nó cũng có luôn các bạn. Mà bạn cắt dàn đế trên thì còn dàn đế dưới các bạn. Đế cũng đẹp lắm. Rồi, 3,5 triệu đổi mấy anh ơi. Đổi phôi đi. Đó đây, 14 rồi 15 lên, cuối. Rồi, mã số 15 lên. Rồi, mong các anh thông cảm nha, mất thời gian của anh tí xíu. Rồi, mã số 15. Mã số 15. Cái này là cây đế đẹp, cây đế cắt lùng, muốn xay lùng nữa các bạn. Rồi, cho em xin tròn vòng luôn ơi, tròn vòng luôn. Cây này thì nó có nhiều bản cắt, nhưng mà không sao, cây này bản cắt nó cũng sành hết trơn rồi. Sành hết rồi. Sành đá hết trơn rồi. Có số rồi, cắt lại chưa có sành thôi, nhưng mà có số sành hết trơn rồi. Cây này cũng già cây lắm các bạn. Rồi, mã số 15 nha mấy anh. Mã số cuối của video hôm nay 15. Rồi, hoành thân nhiêu đây? 45. Rồi, 45 mấy anh ơi. Chiều cao nó là 64. Rồi, chiều cao 64. Rễ nó bự bự không nha các bạn. Rồi, tròn vòng luôn. Có tay, có tay không các bạn? Ờ, con quý ha. Tay không sao ơi, thấy không? Rồi, xây tròn vòng luôn quý ơi. Đế đều luôn các bạn ơi. Đế đều luôn. Đế đều hết trơn luôn. Đế đều. Đế đều hết trơn. Rồi, anh báo giá của em này nhiêu anh? À, cái này là 4,5 triệu. Rồi, mã số 15 có giá 4,5 triệu nha mấy anh. 4,5 triệu. 4,5 triệu xem ơi. 4,5 triệu. Rồi, cuối video anh Sáu có lời chào bà con các anh ơi. Xin chào các bạn, cuối video clip 1 xin để chuẩn bị cho quay clip 2 các bạn. Là mấy phôi? 15 ha. Cũng hồi nãy là 15 hả? Nãy 15 rồi, bây giờ rồi mời các bạn tiếp theo để đón chào cái video mới của anh Quý nha mấy anh. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc khỏe mấy anh.